Xin chào mọi người cùng đến với channel của Crypto Hôm nay là thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023 Thì vào thời gian 8h30 tối hôm qua Thì thị trường chúng ta đón nhận một thông tin về kinh tế khá là quan trọng Là thông tin về CPI, là thông tin về lạm phát của bên Hoa Kỳ Thì sau khi thông tin CPI được công bố Thì à, mọi người thấy cái mức giá của BC nó muốn đẩy lên ha. Và hiện tại thì BC đang ở mức khoảng là 22.000 đô thì trước tiên thì mình sẽ là xem về overview thị trường thì mình thấy là sau khi BTC nó tăng giá lên trong cái khoảng thời gian như là hôm qua thì đa phần các đầu ăn coi thì cũng có những sự phục hồi gọi là tương đối thôi chứ không phải là quá là nhiều như những thời gian trước và những cái đầu mình thấy là có những sự phục hồi mạnh như là nó thuộc hệ của uh, AI ha hay là cái công có cái công nghệ là yes Up thì mình thấy là trên thị trường hiện tại thì những cái dự án đang thuộc là AI cũng như là Scaled Up thì nó đang có những sự phục hồi mạnh nhất so với lại các hệ còn lại ha thì tiếp tục thì chúng ta cũng sẽ là quay trở về với lại là biểu đồ thì vào thời gian như là tối hôm qua thì khi mà thông tin CPI được công bố thì người thấy là bên chứng khoán của Mỹ thì ngày hôm qua là một cái ngày thì cũng có những cái sự phục hồi gọi là nhẹ thôi cũng tương đối ha và khi mà thông tin CPI được công bố thì mọi người thấy là cái cái gọi là cái số liệu ha, được công bố ở cái tháng vừa rồi là ở mức là 6,4% thì uh, tuy nhiên rằng là cái số liệu này nó công bố gọi là nó cao hơn so với lại cái kỳ vọng của thị trường là ở mức là 2% nhưng mà nó vẫn thấp hơn so với lại là cái thời gian tháng trước là 6,5% ha thì uh, trước khi mà gọi là cái thông tin gọi là được uh, gọi là công bố ha thì mọi người thấy là cái mức giá BTC nó cũng có những cái sự gọi là uh, nhảy lên và nhảy xuống ha thì ở những cái khu vực này ha khoảng tầm là 8 giờ gần 8 giờ 8 giờ 8:30 ha mọi người thấy là trước cái trước cái khoảng thời gian như là thông tin được công bố thì giá BTC nó dao động ha khá là khá là mạnh ở khu vực này nhưng mà sau khi mà thông tin C2 được công bố vào lúc 8 giờ rưỡi thì uh, gọi là cái cái mức cái mức kỳ vọng ha gọi là cái mức thực tế nó cao hơn so với lại là cái mức kỳ vọng thì mình thấy là cái mức giá BC có những cái sự gọi là đun cũng khá là mạnh đúng không trước đó là nó sai quay cái vùng khoảng hai mức K8 mà sau khi thông tin vừa công bố ra thì À, cái mức giá BTC thì có những khoảng thời gian nó đẩy về cái mức sâu nhất rất là nhanh thì mình thấy là chỉ đâu khoảng tầm là à, một phút thôi một phút mà BTC nó đẩy từ ở mức giá là 21k8 và nó đẩy về gọi là mốc là 21k5 ha và sau đó thì nó hốt lên lại ha hốt lên lại và nó điều chỉnh lên lại rất là nhanh chóng ha và sau khi mà người thấy là sau khi là gọi là cái thông tin nó được ngấm vào thị trường đó thì lập tức là BTC nó có những cái sự dịch chuyển từ ở mốc là 21k5 lên cái vùng khoảng tầm là 22k và trên 22k ha thì mọi người thấy là uh, cái gọi là cái cái gọi là cái thông số thực tế nó được công bố ra gọi là nó gọi là nó cao hơn so với lại mức kỳ vọng hơn nhưng mà nó lại là thấp hơn so với lại những thời gian tháng trước nên mọi người thấy là cái thông tin nó đi ra nó làm cho thị trường tâm lý thị trường nó khá là dao động đúng không nếu mà trường hợp mà gọi là cái thông tin gọi là được khi mà được công bố ha nó gọi là nó thấp nó đúng như mức kỳ vọng hoặc là thấp hơn mức kỳ vọng thì mọi người sẽ thấy là BC nó sẽ tăng một mặt lên hẳn luôn đúng không hoặc là nếu mà trường hợp mà cái thông tin được công bố ra mà gọi là nó cao hơn mức kỳ vọng và thậm chí là nó cao hơn so với lại thời gian tháng trước thì mình sẽ thấy là cái tín hiệu của nó sẽ đung gọi là đung hẳn xuống khu vực dưới này luôn đúng không một là tăng lên ha trường hợp một là tăng mạnh lên và trường hợp hai là giảm mạnh xuống ha. nhưng mà người thấy là ngày hôm qua thì cái gọi là cái thông tin nó được công bố ra thì nó lại nằm ở trường hợp thứ ba là trường hợp là đầu tiên là gọi là cái số liệu được công bố là nó sẽ cao hơn số mức so với mức kỳ vọng là bắt đầu là giá giảm xuống và sau đó là lại là BC nó lại tăng lên ha gọi là thông tin gọi là vừa thông tin ban đầu là thị, thị trường cái thông tin cho rằng đó là thông tin xấu đúng không? Tại vì nó cao hơn so với lại mức kỳ vọng nhưng mà sau đó thì nó lại là cái thông tin chính thức của nó ha gọi là nó thấp hơn so với lại những thời gian tháng trước ha thì đó cũng là gọi là một cái thông tin gọi là mình thấy là cũng tương đối là tích cực của thị trường ha thì nó cũng là đẩy cái mức giá của BC lên thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ là phân tích về những cái khung thời gian của BC thì ngày hôm qua thì mọi thấy là chúng ta đang ở khung ngày của BC Lập cái ngày thì VC thể hiện gọi là cái sự nỗ lực tương đối của nó sau khi mà nó đã có những quãng thời gian nó đẩy cái mức giá của nó lên ha và hiện tại thì VC nó đang nằm trên ở cái mức khoảng là 22.000 thì nếu mà chúng ta xem về những cái khung thời gian nhỏ hơn là chúng ta đang xem ở khung mắt 1 ha mắt 1 thì mình thấy là ngày hôm qua thì ở trong khung mắt 1 đó thì nó cũng thiện gọi là cái nỗ lực ha nỗ lực gọi là hút giá BTC lên đến hai lần ha một lần ở gọi là ở 21k3 k 3 nè Còn một lần ở cái mức khoảng là 21k5 ha BTC nó hốt lên khoảng tầm 2 lần Và có khoảng thời gian ngày hôm qua ha Người thấy là ngày hôm qua là ngày 14 thì Cũng có lúc BTC nó tụt về gọi là cái mốc sâu nhất là, là hốt 21k3 và sau đó thì nó đẩy mức giá BTC lên Và vào thời gian như là ngày hôm qua là sau khi thông tin CI được công bố đó thì mọi thấy là BTC cũng có những sự điều chỉnh Gọi là đến hai lần ha Và về đến cái mốc khoảng tầm 21k5 ha chúng ta đang xem khu cấp 1 ha và sau đó thì BTC nó cũng có những sự dịch chuyển đẩy mức giá lên cho ta thấy chứng tỏ rằng là từ cái đoạn khoảng tầm 21k3 đến 21k5 này thì cũng là một cái đoạn hỗ trợ ha thì mình cũng đã nói rất là nhiều ha tại vì cái khu vực này là một cái khu vực là ở những thời gian trước đó đó thì gọi là phe mua họ đã đẩy đẩy tiền vào cái khu vực này ha và khi mà cái đường giá nó quay trở về nó bắt test lại khu vực này thì những nhà đầu tư mà đã mua ở những thời gian trước đó họ sẽ có xu hướng là họ sẽ tung tiền ra để nhằm bảo vệ vị thế của họ ha đây mọi người thấy ha thì chúng ta lại xem khung ngày ha và các bạn thời gian như là giữa tháng một thời gian trước thì mọi người thấy là mình có xem ở trên ở trên footprint á thì lúc đó thì có một gọi là cái cái đội bay họ nhảy vào khu vực khu vực này và họ đẩy bức giá bc lên rất là mạnh ở khu vực đó thì mình có xem là mình có thấy là cái có gọi là có có stack imbalance ha stack imbalance có nghĩa là gọi là vùng mất cân bằng ha vùng mất cân bằng và mọi người thấy là trong những thời gian vừa qua thì mình cũng đã nói rất là nhiều là cái khu vực khoảng tầm là từ 21.3 k ha thì cũng sẽ là một cái khu vực là hỗ trợ quan trọng của chúng ta khu vực này và thời gian qua thì chúng ta cũng đã có khoảng là thấy là khoảng tầm là uh, ít nhất là một lần là BC nó quay trở về nó bắt test lại cái vùng này và sau đó rất là nhanh chóng thì cái mức giá của BC nó sẽ được đẩy lên đúng không và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ là xem về gọi là những cái khung khác ha uh, nãy là chúng ta xem về khung daily rồi khung khung ngày rồi rồi khung H1 rồi ha và hiện tại thì chúng ta sẽ xem về gọi là cái khung h4 nè thường thường thì mình sẽ là dành nhiều thời gian để mình phân tích về khung h4 nè thì à, mọi người thấy là à, ngày hôm qua thì tuy rằng là bc nó vẫn chưa đóng nến h4 được ở trên cái mức khoảng là 22 k3 ha 22k3 là cái khu vực ở trên này ha đây 22k3 là cái khu vực ở trên này nếu mà trường hợp nếu mà mình cũng đã nói rồi nếu mà vượt kịch bản tăng giá đẹp của BC thì nó sẽ phải là đóng nến ở trên cái mức gọi là 21 gọi là 22 canal ha và nó đóng lên trên khu vực này luôn thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tín hiệu của BC thì nó sẽ tăng rõ ràng hơn. Nếu mà ngày hôm qua thông tin mà CI được công bố ha, nó thấp hơn cả so với lại cái mức kỳ vọng của thị trường luôn á thì khả năng rằng là đường giá BC sẽ, nó sẽ tăng và chui lại vào cái vùng trend, trend này ha. Nhưng mà ngày hôm qua mọi người thấy là cái mức gọi là cái số liệu của CPI được công bố thì nó lại cao hơn với mức kỳ vọng hơn Nên cái đường giá của BC nó chỉ đẩy lên đến một mức nhất định nào đó thôi. Còn mình thấy là nếu mà trường hợp mà ngày hôm nay ha, thì hiện tại thì mình thấy là BTC nó cũng đã đẩy cái mức giá của nó lên rồi, đang muốn đẩy lên rồi. Nhưng mà đến thời gian hiện tại à, thì mình nghĩ là để một kịch bản đẹp của BTC. Để mình xóa này thế ha. Để một kịch bản đẹp của BTC thì cái xu hướng giá của BTC nó sẽ bắt test lại cái mức khoảng tầm 22k ha. Thì anh em có thể là à, nếu mà chúng ta gọi là trade trong ngắn hạn, trade gọi là scalp thì chúng ta có thể là chờ khi đường giá BTC nó bắt tết lại cái mức khoảng tầm 22 22k ha và sau đó thì chúng ta lo lên thì một kịch bản đẹp thì mình đang thiên về cái vấn đề này ha đây thiên về cái vấn đề này à, tại vì sao ha thì mình cũng giải thích cho mọi người tại vì sao thì trước đó thì mọi người thấy là BC nó cũng là tạo ra một cái nỗ lực ha và nó đẩy mức giá BC lên và hiện tại thì à, mọi người thấy là cái là chúng ta đang xem một khu vực bốn ha thì cái khu vực này để khu vực này thì đang là một mô hình hai đáy ha vẽ lại ha đây xóa cái này đi ha đây đang đang là khu vực hai đáy và BTC cái đường giá BTC thì nó đang bắt test lại cái neckline của mô hình hai đáy này ha thì mình đang thiên về kịch bản là đường giá BC nó sẽ bắt test lại ở cái mức khoảng là 22k và sau đó thì nó sẽ nếu mà một kịch bản đẹp và sau đó thì nó sẽ tăng lên còn nếu mà anh em trade thì anh em có thể là đặt stop loss BTC ở cái mức giá khoảng tầm là từ 21k8 cho đến lại 21k9 ha để chúng ta phòng tránh trường hợp khi mà đội bán của BTC nó nhảy vào bất tình lần ở khu vực này và nó đạp giá của BTC xuống ha còn hiện tại thì mình thấy là cái đường giá BTC thì nó đang được hỗ trợ bởi cái mức giá khoảng tầm 22k à, thì mọi người thấy là à, hiện tại thì chúng ta đang xem một khối H4 đúng không thì nếu mà trường hợp mà BTC gọi là cây nến H4 này của BTC này, ở những thời gian tới này nếu mà nó vẫn đóng nến loan quanh ở cái mức khoảng tầm là 22k trên 22k đổ lên ha, thì mình thấy là vẫn là một xu hướng đẹp của BTC. Còn nếu mà trường hợp mà cái cây nến này H4 này ha, thì nếu mà nó đóng nến, à, nếu mà nó đóng nến xuống dưới cái mức 22k ha, thì người thấy là nó cũng sẽ hình thành gọi là một cái bộ mô hình nến là mô hình nến sao sao gì ạ? Mô hình nến sao 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 hôm ha, là một một mô hình nến sẽ báo báo hiệu cho cái xu hướng đảo chiều ở trong cái xu hướng tiếp theo đó của nó ha. Nên tại vì sao mình nói là cái ở trong những quãng thời gian như thế này thì cái khu vực khoảng tầm 22k thì cũng sẽ là một cái khu vực là uh, tương đối là quan trọng trong những quãng thời gian này ha thì nếu mà anh em gọi là trade thì anh em cũng cần là uh, nên là chú ý đánh theo hướng ha chúng ta có thể long lên và chúng ta sẽ là stop loss btc khi btc nó rách uh, xuống cái mức khoảng tầm 21k 21k9 ha trở đến lại 21k8 mà trong khu vực này còn thời gian sáng hôm nay thì mình thấy là mặc dù btc cũng đã có những cái sự gọi là đẩy giá lên đúng không nhưng mà mình thấy là cái nỗ lực này thì nó cũng ở mức gọi là tương đối thôi nhưng cũng chưa phải là quá mạnh nên hiện tại thì một số những đồ ăn khoi thì nó chỉ là có những sự phục hồi mạnh nhất ha mạnh nhất thì về ai cũng như là về cái công nghệ là yes up thôi còn ví dụ như là một số những cái hệ khác cũng như là trên lsd thì mình thấy là nhận thấy là vẫn chưa có những sự phục hồi quá là mạnh có thể là hiện tại thì đa số là tâm lý thị trường tâm lý của các đồng ăn khoi thì nó đang trông chờ về cho btc có thể là nó đang theo dõi về cho btc thì để cho BTC nó sẽ có những tín hiệu nào cụ thể hơn ở những thời gian tiếp theo Thì mình nghĩ là nếu mà trường hợp BTC nó tăng lên ha, Thì mình nghĩ là các đồng ăn kho khác nó sẽ có những cái sự gia tăng và phục hồi mạnh mẽ lên ha Quan trọng nhất là hiện tại thì uh, tất cả sự chú ý thị trường thì đang đổi dồn về cho BTC thôi Và cùng quan sát thêm xem BTC nó sẽ làm gì ở những thời gian tiếp theo ha Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like, cũng như đăng ký kênh Hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường và mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram link mình có để dưới phần mô tả trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật về những thông tin về thị trường ha mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau mình cảm ơn mọi người rất là nhiều